Tự nhiên hôm nay lại thèm một cái ly chè đậu đen mà mỗi lần đi học về hay ghé những cái quán cóc ven đường để ăn. Và sau đó về nhà nấu thử thì không bao giờ hạt đậu được mềm và thơm như ở quán cả. Không biết là tại sao, nhưng hôm nay sau nhiều lần thất bại mình đã tìm ra cái bí quyết để cho hạt đậu không bị sượng, nhất là khi cho vào tủ lạnh. Thì qua ngày hôm sau, đậu vẫn mềm và thơm. Mời các bạn vào bếp cùng mình nấu món chè đậu đen này nhé. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị 400 g đậu đen, 200 g đường cát trắng, 200 ml nước cốt dừa cộng với dừa khô và dừa tươi nạo sợi. Nếu không có, mình có thể thay bằng nước cốt dừa lon và dừa sấy khô. Đầu tiên chúng ta cần ngâm đậu khoảng 2 đến 3 tiếng để khi ninh hạt đậu nó mềm đều và không có bị sượng. Đậu này được nhập khẩu cho nên người ta lựa những hạt đậu rất là to đều và không có đậu hư. Đậu vỏ trong đây nha các bạn. Còn mình mua ở ngoài tiệm tạp hóa thì về các bạn sẽ ngâm và loại bỏ những cái lớp vỏ ở phía trên. Ở đây thì mình không có cần phải loại bỏ vỏ vì tất cả các hạt đều ngon và đều nhau hết. Còn nước ngâm đậu này lát mình dùng để nấu chè luôn, cho nên hạt đậu là mình phải vo cho sạch, vì phần nước ngâm đậu mình sẽ sử dụng để nấu chè lúc sau luôn nha mấy bạn. Đậu sau khi mình đã ngâm được 3 tiếng thì mình sẽ cho cả cái phần nước và phần đậu vào trong nồi. Và sau đó mình cho thêm một lượng nước đủ với cái số lượng người ăn. Nhưng đừng nên cho nhiều quá thì chè sẽ bị lỏng. Sau đó mình sẽ nấu với lửa lớn. Đến khi nước gần sôi thì mình sẽ mở nắp bung ra, mình tiến hành vớt bọt và tiếp tục đun cho đến khi nồi chè sôi hẳn thì bắt đầu mình sẽ hạ lửa xuống và tiếp tục ninh đến khi hạt đậu nhừ. Sau khi ninh cho đậu mềm rồi thì mấy bạn sẽ dùng cái muôi có lỗ như thế này nè. Mình sẽ múc đậu ra một cái tô lớn và mình ướp đường vào. Nhớ tắt bếp nha mấy bạn, để quên. Lát nữa mình lại bật lại. Ướp ra cái tô lớn, mình ướp đường vào 15 phút. Do cái tiếng của cái máy hút khói ở phía trên nó mới lạnh, cho nên âm thanh nó hơi to một chút, các bạn thông cảm nha. Vớt hết đậu ra thì cái phần nước này mình sẽ đậy nắp lại để giữ ấm. Lát nữa mình lại tiếp tục cho đậu ngược lại để vào nồi để nấu chè nha mấy bạn, chứ không có bỏ đi nha. Đây là phần đậu mà sau khi đã ninh mềm mình vớt ra lúc nãy đó, để một chút cho ráo nước thì mình sẽ bỏ đường vào để ướp. Mấy bạn trộn đều cho đường ngấm hết, đều hết tất cả các hạt đậu của mình nha. Thì lúc đó đường nó sẽ, cái đậu nó sẽ ngọt đều.
nhẹ tay thôi để không á cái hạt đậu mình nó bị vỡ ra. Thích ăn đường nhiều thì mấy bạn cho nhiều, còn mà chè thì thường thì ai cũng thích ăn ngọt đúng không, gọi là chè thì phải ngọt à. Nên mình bỏ đường khá khá. Mình để khoảng 15 phút cho đường ngấm vào đậu ha. Sau 15 phút thì đường đã thấm đều vào đậu rồi, thì mình sẽ cho ra chảo nha và đảo đều lên. Đây mình dùng cái muôi có lỗ để múc đậu ra chảo là để cho cái phần nước ở trong hạt đậu mới nãy đó nó chưa có ráo hết. Bây giờ mình sẽ không không có đổ vào chảo như vậy sẽ làm cho cái chảo ướt nước quá. Cái mục đích chính của cái việc mà chúng ta phải xào cho đường nó thấm vô cái hạt đậu như gì nè mấy bạn, thì lúc đó sẽ làm cho đậu của mình rất là thơm, nhất là nó không có bị sượng. Sau khi mình nấu hoặc là sau khi mình bỏ nước đá vào hay là bỏ trong tủ lạnh đó, thì lúc này hạt đậu nó sẽ vẫn mềm như chúng ta vừa nấu chín ở trên nồi bắt xuống. Và lúc này hạt đậu nó sẽ được ngọt đều, chứ không có hiện tượng là nước ngọt mà đậu lại lạc. Mình sau khi xào một hồi thấy hạt đậu nó đã thấm đều và khô đường thì mình sẽ cho vào nồi nước mà lúc nãy mình nấu chè đó. Mình đun cho cái phần đậu và nước này sôi trở lại, nêm nếm đường cho hợp khẩu vị. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món chè đậu đen thơm ngon bổ dưỡng, lại mát lạnh trong những ngày hè nóng bức. Chè đậu đen các bạn có thể ăn nóng hoặc ăn lạnh kèm với đá bào. Khi ăn, cho dừa tươi hoặc dừa khô kèm với nước cốt dừa, một chút vani vào thì là cực kỳ thơm ngon hấp dẫn. Chúc cả nhà thành công với món chè đậu đen hôm nay nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo trên kênh của mình nhé.